Ngày 20 tháng 10, Thánh Maria Bettila Boscardin. Ngài sinh năm 1888, mất năm 1922. Anna Francesca Boscardin sinh ngày 6 tháng 10 năm 1888 tại Brendola, Italy, trong một gia đình nhà quê nghèo. Cha cô, ông Angelo Boscardin, là người nghiện rượu và thường hay gây gổ và đánh đập mỗi khi say rượu. Anna là một cô gái ngây thơ, chậm chạp và ít học nên phải phụ việc nhà. Cô gia nhập dòng nữ tu Thánh Dorothy Thánh Tâm tại Vincennes năm 1904 với tên gọi là chị Bettila. Ngoài những công việc phụ bếp và nhặt vũ trong tu viện, chị còn được thực tập ngành y tá năm 1907. Chị được gửi đến bệnh viện tại Treviso do nhà dòng đảm trách. Tại đây, chị được giao phó trông coi các trẻ em, băng bó cho các thương binh Ý đại lợi đang thời Thế chiến thứ nhất. Lòng tận tâm chăm sóc các bệnh nhân của chị được nhiều người biết đến. Năm 1917, chị được lệnh phải ở tại bệnh viện trong thời gian thành phố bị dội bom. Chị được đổi về phòng giặt giũ của bệnh viện vì ganh ghét. Năm 1919, mẹ bề trên cho chị được trở về trông coi các trẻ em vì nghe được có sự ganh ghét trong việc thuyên chuyển trước đây. Chị Bettila Boscardin qua đời vì bệnh ung thư ngày 20 tháng 10 năm 1922 tại Treviso, Ý đại lợi. Nhiều phép lạ chữa lành bệnh được ghi nhận tại nơi mộ của chị, của những người đến cầu xin. Cả thành phố Treviso đều ca tụng chị là thiên thần của tình thương. Và một tấm bia tại bệnh viện nơi chị phục vụ ghi nhớ công ơn của chị như là linh hồn một nữ anh hùng của lòng tốt. Chị Bettila Boscardin được Đức Giáo hoàng Pius thứ 12 tôn phong chân phước ngày 8 tháng 6 năm 1952, và 9 năm sau, Thánh Giáo hoàng John 23 đã nâng chị lên hàng hiển thánh ngày 11 tháng 5 năm 1961. Trước đoàn người tham dự lễ tôn phong, trong đó có gia đình của những bệnh nhân được chị chữa thương và chăm sóc.